Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Dạo này trời nóng thì mình có lôi cái máy ép nước ép hoa quả này ra để ép cho cả nhà uống. Tuy nhiên thì lúc mà lôi ra bây giờ chạy thì nó luôn bị không ép được nữa. Thì nhân tiện hôm nay video mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để sửa cái máy ép chậm này. Nó bị lỗi. Thì đây là một cái máy ép chậm của hãng xem TM Trung Quốc. Cái này rẻ thôi, mới của nó chắc tầm khoảng độ 700 rồi. Thì cái hiện tượng của nó mà khi mà không ép được nó như nào bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ ép thử ổi để cho các bạn xem là cái hiện tượng nó như nào, nó không ép được. Ở đây chưa cần cho vào mà bật máy lên nó đã bị kẹt rồi, nó quay được một tí xong rồi nó đứng luôn này, máy cứ ù này. Đảo ngược lại thì được. Cái máy này nó có hai chế độ, một cái chế độ là ép và một cái chế độ là đảo ngược lại để cho nó đẩy cái nước trong nước ép ở trong cái khay chứa này ra đó. Cái ngược lại này thì nó vẫn chạy, nhưng mà cái chạy tiến lên thì nó bị chạy một lúc là nó đứng lại, nó không quay nữa này, và là ù. Đấy thì là hiện tượng nó như thế. Cái nguyên nhân của cái này thì mình biết, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn để cách để mà sửa cái hiện tượng như này nhá. Bây giờ mình sẽ phải tháo cái máy này ra. Đấy, bỏ hết các cái khay này ra. Và mình sẽ phải tháo cái phần nắp này ra. Nó cái lỗi của nó ở nằm phía trong cái motor này. Đây, bây giờ mình sẽ phải tháo bốn con ốc ở bốn cái lỗ này ra. Và nhấc cái nắp vào sau này ra thôi. Đây là cái cấu tạo bên trong của nó. Nó gồm có motor đây. Đây là cái motor. Motor nằm ngang. Và đây là cái bộ phận trục quay để nó ép. Thì mình phải tháo cả cái phần nắp này ra. Tháo bốn con ốc ở phần nắp này ra nữa. Đây, mình tháo cái nắp này ra. Ở trong này nó sẽ có một cái bánh răng để nó chuyển cái hướng quay ấy, ngang thành dọc ấy. Đây, đây là cái bánh răng này. Các bạn chú ý có mấy cái lông đen này nhá. Đây, nguyên nhân của nó thì là do cái bánh răng này. Đây, các bạn để ý này. Đây. Các bạn thấy không? Những cái răng ở chỗ này nó bị mẻ này. Đấy, răng nó bị mẻ thì dẫn đến là nó cứ quay đến cái chỗ đoạn này là nó bị trượt đi, nó đứng im mà nó không quay được nữa. Đấy là cái lý do của nó, tại sao mà cái hiện tượng nó quay nó đứng im là do cái bánh răng này. Đấy, bây giờ mình thay cái bánh răng mới này là được, là nó lại chạy bình thường thôi. Thế làm sao mà cái bánh răng này nó lại bị cái hiện tượng như này? Là do trong quá trình sử dụng các bạn ép những cái loại hoa quả, củ quả mà nó cứng quá, để cả hạt ấy, nó cứng quá thì dẫn đến là nó nhanh hỏng cái bánh răng này. Nó dễ bị quay, nó trượt đi xong rồi nó mài mòn các cái răng này. Đấy, tại vì cái bánh răng này bằng nhựa mà, chứ không phải bằng kim loại. Đấy, khi mà mình sử dụng thì lưu ý là không nên ép những cái loại hoa quả cứng. Ví dụ như ổi ước này vẫn ép được, nhưng mà phải bắt buộc phải bỏ hạt đi. Đấy, hạt ổi nó rất là cứng. Khi mà ép nó không ép được thì nó sẽ dẫn đến là nó bị trượt và nó mẻ hay bánh răng này. Đấy là cái nguyên nhân của nó. Thì bây giờ mình sẽ thay một cái bánh răng mới thôi. Đây, mình kiếm được một cái bánh răng mới ở trong một cái máy ép như này, nhưng mà máy cũ thì đi lượm được. Thì bánh răng này vẫn còn nguyên răng.
Hoặc là các bạn nếu mà không kiếm được đồ cũ thì các bạn có thể mua cái bánh răng này mới ở trên Shopee, người ta cũng có bán lẻ bánh răng này, nó cũng rẻ thôi, không đắt lắm đâu. Đấy, bây giờ mình thay cái bánh răng mới này vào là được. Đấy, cứ thế ấn vào thôi. Các bạn lưu ý nó có hai cái lông đen này nhé, đừng có để làm rơi mất. Và đợi cái nắp này thôi. Ở dưới nắp này nó có một cái bạc đạn này, vòng bi này. Đấy, để nó quay cho nó trơn này. Thì lắp vào thì lắp tháo ra như nào lắp vào như thế thôi. Xong rồi, bây giờ mình sẽ ép thử nhá, xem còn bị hiện tượng thế nữa không nhá. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào để mình ép thử nào. Bật thử đã nhá. Đấy, quay không bị dừng nữa. Bây giờ mình sẽ ép thử ổi này, mình dùng ổi nhá, ổi cứng ấy. Ép. Ổi này rất cứng ấy. Các bạn lưu ý ép ổi thì phải bỏ cái hạt đi nhé, hạt nó cứng lắm. Đấy, chạy ngon lành rồi đấy. Và ép ổi thì phải cắt nhỏ ổi ra, tại vì cái họng nút hoa quả này nó hơi bé, mình phải cắt nhỏ ra. Một là để nhét vừa cái này, hai là nó bền máy ép hơn. To quá nó cứng, nó ép nó lại bị dễ bị mẻ vào cái răng. Đây thì mình vừa ép hai quả ổi mà nó được gần này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó ra. Đây, cái phần bã nó nhổ ra đây. Đây, có cái khóa để mở ra, cho nước vào trong khay nó chảy ra. Đấy, và mình bấm cái nút quay ngược lại để cho nó đẩy hết nước ở trong cái khay chứa này ra, nước ép ấy. Rồi, ngon này rồi. Đây, được một hai quả ổi đây, hai quả ổi được ngần này. Thì cái máy ép chậm này thì ép hoa quả thì sử dụng rất là tốt. Nó ép chậm chứ không phải ép nhanh. Thì khi mà ép chậm thì nó không sinh ra nhiệt. Nếu mà ép nhanh nó sẽ sinh ra nhiệt và nó làm biến đổi các cái chất ở trong hoa quả thì nó không còn nguyên chất nữa. Thì dùng cái máy ép chậm này thì nó giữ được cái nguyên chất ở trong cái hoa quả này. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách là để sửa cái máy ép chậm này. Nó bị cái hiện tượng là lỗi nó bị quay nó đứng lại đây, nguyên nhân là do cái bánh răng ấy. Và nguyên nhân làm sao là do bánh răng lại tại vì là do người dùng. Đấy. Thì khi mà sử dụng những cái loại như này các bạn lưu ý cách sử dụng của bền tại người mà. Sử dụng không ép những cái loại hoa quả mà nó cứng, đặc biệt là phải bỏ hết hạt ấy. Có hạt mà nó cứng nó ép và làm cho cái bánh răng này nó bị trượt thì nó bị mẻ. Đấy. Thì nhân tiện đây thì bên shop mình cũng có bán cái máy ép chậm này loại cũ, giá khoảng độ 375.000. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua cái máy ép chậm cũ này thì cứ comment inbox cho mình ở cuối video nhé. Nếu các bạn thấy mà cái video này nó hay và bổ ích thì hãy cho mình một cái like và nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những cái video mới hơn của mình về sửa chữa, hướng dẫn sửa chữa và các cái đồ đạc, đồ điện tử các thứ. Mình sẽ có biết những gì mình sẽ chia sẻ những cái đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.